chỉ số cho tài nhí chạy à. Đó, thấy không? Năm nay là tài đây được 9 tuổi. Tài nghe máy. Máy từ nhỏ luôn. Đó, thấy không? Thành điệu không? Chết. Máy coi. Đúng mấy trăm ngựa. Đấy, máy à, chạy với chân ảnh có đồng ảnh đạp nó đâu có tới đâu. Là 4 chiếc máy chở lúa à. Mình nhìn xe bò nè. Có cái dọc tiếng mương này to lắm. Nhãn dùng xong nè. Có cặp bò đã không? Đi đẹp không? Chở à, còn máy nó cũng có lát máy mất tiếp qua chở lúa à. Quay à, cho mọi người xem ha. Nó đi đạo này cỡ trên 500m 800m lận rồi đi lại rồi lên cái bờ ruộng á. Đấy, bờ đấy có đường đi lên nè à. Đó, dọc cọc cua cua dưới đó đi lên. Đây, mình xuống rồi, bây giờ vô tới cái máy lội nước à. Máy cát nó cũng đi đường này luôn. Nó biết sao khu vực này nó chưa có cái cầu qua á. Đó, có chỗ cạn, có chỗ lúc bánh trước luôn. Đó, có mùa nó lúng, này nó đỡ nè. Chiếc này chở rôm 6.000, chở rôm hay là có chiếc răng ma là 514 à. Đó, trồng tới 10 quả tạ luôn. Đây. Đây là ba chiếc máy đang tập trung để chờ chở lúa rồi. Răng ma Kubota đời mới rồi với Kubota đời cũ à. Kéo cái móc có cái cầu đẩy à, chở lúa à. Qua cái tiếng mương hồi nãy á, chạy qua đó mình quay lại cho mọi người xem cái cảnh đó nha. Đây anh em đang bóc lúa rồi. Cái chiếc này Subaru nè, Subaru đấu đầu này thì tới 150. Đây tài nhí à, tài nhí 8 tuổi à. Đó nó hiểu không? Tính được chưa? Ờ, tài nhí à, chạy bạo không? Trời ơi, quá bạo luôn. Chỉ số cho tài nhí chạy à. Đó, thấy không? Năm nay là tài đây được 9 tuổi. Tài nghe máy. Máy từ nhỏ luôn. Đó, thấy không? Thành điệu không? Hết. Máy coi. Đúng mấy trăm ngựa. Đấy, máy à, chạy với chân ảnh có đồng ảnh đạp nó đâu có tới đâu. Là 4 chiếc máy chở lúa à. Hay là chiếc này nó kéo xà lan luôn à. Đó anh em tập trung bóc lúa nè. Đấy, thấy không? Lái xịn không? Lái ngựa luôn à. Chạy đánh một tay nữa chứ. Anh chạy lái có một tay à. Chiếc máy này tới 100 ngựa, tiếng máy nó nổ sao.
là chở làng ở trên 80 bao á. Hôm nay ảnh được có 25 tuổi và ảnh me máy quá trời luôn. Đó ảnh mặc áo đen á. Em qua bóc tiếp ba cái chiếc bên kia lại. Đó tài xế 9 tuổi rồi đó. Lấy đó anh Tài thấy không ngầu không? Nhìn cái tướng sang không? Đó, mọi người thấy không? Tài lét là chạy quá trời luôn, chạy quá tốc độ luôn. Đó, em bắt đầu đổ máy, chở lúa, trời sắp mưa tới à. Đó, cái chiếc 5.000 DT chạy lên trên kia rồi. Rồi anh em vào bốc lúa. Chiếc này là chạy tập đoàn chung với nhau luôn. Em đang bốc lên cái chiếc 5.000. Ủa con có cầu hả? Sao không có cầu, bỏ cầu Vương? Đây, chiếc 5.000 đây. Đẩy với anh em à. Đúng rồi, đây nè. Đó. Gặp anh em vui quá trời luôn. Bức chiếc 5.000 nổ đã không, garanti đã không? Cỡ là cỡ 50 bao. Nét màu đen. Còn các lúa cũng trúng cỡ 8 tạ một sào. Đó, thấy quá trời bao lúa luôn. Cái chiếc này không có cầu đi lên. Có anh ở trên đó phải chắc cái bao lúa. Chắc được hơn nửa xe rồi. Bốn anh em bóc hết cái những bao lúa này luôn cho bốn cái chiếc xe. Hai anh dở, hai anh quát. Bao gì mà cắm tổng hết bao nhiêu bao? Đây là chiếc 5.000 sắp đầy cái mốt rồi. Còn mười mấy bao bên đá bên kia nữa. Rồi chiếc 5.000 qua bốc. Giờ anh em đang có chia ra để chở cho hết lúa trong ruộng. Năm 14 chạy trước à. Rồi chiếc 54 chạy ra bốc lúa tiếp à. Chiếc răng me là 54 chạy xuống dưới kia chỗ rồi. Ở đây trời đang mưa á. Sợ quá. Sống xét đến đùng đùng kìa. Đó rong thấy không? Trời sắp mưa, chỗ này không có mưa. Xa kia là có bảy sắt cầu vòng, sấm sét dưới đổ quá trời luôn kìa. Hồi máy này chắc con ngu qua bờ nó đổ. Đây, chiếc găng me 514 à, chắc là sắp đầy rồi. Một mớt là anh em nói là chở bây giờ là chia ra là một xe là 50 bao á, cho hết lúa vùng này luôn. Rồi chạy qua bờ.
cho chạy qua bờ luôn rồi bắt tiếp. Dạ. Một bước tới hai bước lùi bao nhiêu bước? Một bước bước tới hai bước lùi có hai bước á. Ba bước. Ê, sao ba bước? Tám một bước tới hai bước lùi thì bước hai bước rồi hai bước mấy á? Thì anh Tài đang chắc lúa trên cái mốt rồi. Hết bé anh em mà bốc 4 chiếc xe luôn. Mấy trăm bao luôn. Giờ chuẩn bị qua cái chiếc này chạy tiếp nè. Cho cái Tài nhí chạy qua cái chiếc răng ma này nè. Này nó chạy số đồng tốc à. Đó nhuyễn không? Tài chạy quá xịn luôn. Đây là còn mấy bao sau nữa là đầy cái móc rồi. Cỡ 1000 bao ảnh nằm rồi. Xíu xíu luôn. 5000 cực bôi chạy bốc tiếp à. Tại chiếc 5000 bắt đầu là bốc bao đây. Anh xỉu luôn. Chưa giờ là chạy mấy cuốc à, cỡ 1000 bao á. Tài này là chiếc nào cũng chạy được luôn. Anh em mà chờ là đi chung luôn. Có gì mắc lầy anh em kéo. Lúa nhiều á, anh em sắp xếp lại. Tài không, nó chạy máy quá xịn luôn. Ba chiếc đang tập trung chỗ đây, là còn chiếc Supra đấu đầu nằm ở dưới kia cũng chờ chạy chung luôn. Bây giờ mưa đã tới rồi, rồi anh em tranh thủ. Rồi chiếc 5000 là cái gì, 5018 chở được 20 bao rồi. Rồi anh em đang tính toán là chở hết một chuyến luôn. Hồi ý rồi, có chở hết không? Không rồi, lát qua tiếp. Trời mưa mù thấy không? Tối thui luôn. Rồi anh em vô bốc tiếp à. Trời mưa rồi, tranh thủ. Qua bờ dính nè. Rồi bây giờ chạy ra rồi. Rồi chắc mình xin mưa rồi, mình xin kết thúc video đây ha.
Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ủng hộ nha.